Trước khi rời chiếc chào kính mời toàn thể quý khách hàng của chúng ta, hãy mau chóng ổn định tập trung tại khu vực phía bên trong sân khấu để cùng nhau đến với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Và sẽ tham gia của rất nhiều các tiết mục văn nghệ đến từ chính các bạn thiếu nhi đến từ đoàn văn nghệ trong khu vực Trảng Bom Đồng Nai. Và bên cạnh đó là còn có sự góp mặt của đoàn Loto Show Sài Gòn Tân Thời để giúp cho chúng ta có thể tìm kiếm ra được chủ sở hữu của những giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Cùng với nhãn hàng của chúng tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và hy vọng rằng chúng tôi sẽ còn được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong thời gian tới. Và thưa quý vị, trong chương trình của chúng tôi vào buổi tối ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những các tiết mục văn nghệ. Điều vô cùng đặc biệt là cơ hội để giúp cho quý vị có thể trở thành chủ sở hữu của những giải thưởng có giá trị không hề nhỏ. Với các gói giải thưởng bao gồm một giải đặc biệt là một chiếc xe máy Honda Blade trị giá 20 triệu đồng. Một giải nhất là một màn hình TV 32 inch và 10 giải khuyến khích, mỗi giải là một chiếc quạt máy. Và đây là những giải thưởng sẽ dành tặng cho bất kỳ vị khách nào may mắn đang có mặt tại lễ hội trong khoảng thời gian chúng tôi tiến hành bốc thăm và đáp ứng đủ các điều kiện mà chương trình đưa ra. Vậy thì ngay sau đây, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng đến với chương trình bốc thăm may mắn với 5 giải khuyến khích đầu tiên. Và quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để cho sự xuất hiện của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời. Yeah,